Dạ, hôm nay mình mến chào tất cả anh chị em nha. Thì đây là hai hàm gắn bố mẹ của mình nha mọi người. Đây là hai hàm gắn di cá nè. Nay mình quay cho mọi người xem. Đây là hàm gắn bố mẹ mình. Quả gắn mình đẻ mình bắt ra mình ươm trong thùng xốp nè mọi người. Đây, đây là gắn da con gần 1 tháng tuổi mọi người, cực kỳ là đẹp luôn. Này thì mình ươm ở trong thùng mốt tầm khoảng 1 tháng tuổi mình mới cho ra chuồng nha mọi người. Hiện tại thì trong thùng này tầm khoảng 200 con mọi người. Cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, anh chị em cô chú nào có nhu cầu mua gắn giống nuôi thì hãy liên hệ qua số điện thoại trên màn hình của em nha mọi người. Hiện tại thì gắn bên mình thì di cá di voi còn số lượng rất là nhiều luôn nha. Rồi, hôm nay video của em cũng chia sẻ ngắn gọn à. Em xin chúc mọi người xem video của em thật là vui tươi nha. Rồi, em xin kết thúc video nha mọi người. Hẹn mọi người xem video kế tiếp của mình nha. Bye bye.